Chẳng thấy nhãn xúc, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, chẳng thấy nhân duyên, chẳng thấy đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng thấy vô minh, chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, chẳng thấy bố thí ba la mật đa, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, chẳng thấy pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, chẳng thấy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng thấy thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng thấy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thấy pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng thấy tám giải thoát cho đến mười niệm xứ, chẳng thấy tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, chẳng thấy cực hỷ địa cho đến pháp phân địa, chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, chẳng thấy năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng thấy mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chẳng thấy pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng thấy quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, chẳng thấy tất cả hạnh đại bồ tát, chẳng thấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng thấy trí nhất thiết trí, chẳng thấy thế giới của Đức Phật này, chẳng thấy thế giới của Đức Phật kia, chẳng thấy có pháp có thể thấy được thế giới của Phật này, Phật kia. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào thường thực hành như vậy, thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì bấy giờ ác ma rất buồn khổ như chúng tên độc, ví như có người chết mất cha mẹ, thân tâm buồn khổ, ác ma cũng vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, chỉ có một ác ma thấy các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất buồn khổ như chúng tên độc, hay là có nhiều ác ma, hay tất cả ác ma khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên cũng đều như thế. Phật bảo thiện hiện, tất cả ác ma khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên, thấy các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đều rất buồn khổ như chúng tên độc. Mỗi người chẳng thể an ổn nơi chỗ ngồi của mình. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát nào trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì thế gian trời người A Tố Lãng vân vân sẽ tìm lỗi của người đó. Hoàn toàn chẳng thể được, cũng chẳng thể làm rối loạn chướng ngại được. Thế nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải siêng năng an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào thường siêng năng an trụ hạnh trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thường tu viên mãn bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào có thể chính mình tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì có thể tu đầy đủ viên mãn tất cả ba la mật đa, có thể biết rõ ràng việc khó khăn xảy ra để xa lìa. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào muốn chính mình thủ hộ phương tiện thiện xảo thì nên thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khi ấy chư Phật Thế Tôn ở vô lượng vô số thế giới hiện đang thuyết pháp, tất cả đều hộ niệm. Đại Bồ Tát này nên nghĩ, các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác kia cũng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sinh ra trí nhất thiết. Đại Bồ Tát này nghĩ như vậy xong lại nên suy nghĩ, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chứng đắc pháp, ta cũng sẽ chứng đắc. Như vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, suy nghĩ như vậy, trải qua khoảnh khắc khẻ móng tay, thì công đức sanh ra hơn công đức đạt được của các chúng Bồ Tát trải qua số đại kiếp như các sông Hằng tu hành bố thí. Huống là có thể trải qua một ngày hay nửa ngày tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư Phật. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào trải qua một ngày hoặc cho đến chỉ trải qua trong khoảng khẻ móng tay, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật,
thì Đại Bồ Tát này không lâu sẽ trụ địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này thường được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát thường được các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hộ niệm thì nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng còn rơi vào địa vị thanh văn độc giác, vân vân. Đại Bồ Tát này quyết định chẳng còn đọa vào các nẻo ác, quyết định không sanh trong các địa ngục vô gián, thường sanh nẻo lành, không xa lìa chư Phật. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư Phật trải qua khoảng khải móng tay, thì còn được vô biên công đức lợi ích thủ thắng, huống là trải qua một ngày hoặc hơn một ngày tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa và nhớ nghĩ tư duy về công đức của chư Phật. Như Đại Bồ Tát Hương Tượng thường luôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa và nhớ nghĩ tư duy công đức của chư Phật thường không xa lìa, thì Đại Bồ Tát này nay tu hành phạm hạnh ở chỗ Như Lai ứng chánh đẳng giác bất động. Hết quyển thứ 554.